Dù sao thì em cũng không có chi tiêu gì nhiều. Hai anh chị cầm tạm được số tiền này đi, khi nào có thì trả em sau cũng được. Đứng lại. Lén lút đi gặp người yêu cũ. Chị làm như thế chị không thấy có lỗi với anh Long à? Bây giờ y học cũng phát triển, nhiều người người ta thụ tinh thành công lắm. Hai anh chị cố gắng vất vả một thời gian, sinh một đứa con cho nó vui cửa vui nhà. Anh chị cũng biết là như thế. Nhưng mà dạo gần đây anh chị cũng tích góp tiền để mua nhà, mua xe. Đâm ra là... Dù sao thì em cũng không có chi tiêu gì nhiều. Hai anh chị cầm tạm được số tiền này đi, khi nào có thì trả em sau cũng được. Chị cảm ơn. Đúng là trong nhà này thì chỉ có em là tốt với chị thôi. Con cái là lộc trời cho. Hai anh chị đừng có áp lực quá, nhớ giữ tinh thần thoải mái thì mới có kết quả tốt được. Chị biết rồi, chị cảm ơn nhá. Anh chị cảm ơn em nhá. Em đến rồi à? Lâu anh tìm em có việc gì đấy? Thì anh lâu lâu hỏi thăm, nhắn tin xem em sống hạnh phúc như nào, hay mình đi tìm chỗ nào thân mật tí nhỉ? Đừng có vòng vo, anh có chuyện gì anh nói luôn đi. Mà đừng có nói với em ấy là anh lại tìm em để vay tiền đấy nhá. Thì bây giờ anh cũng vào đường cùng quẫn rồi, nên bây giờ anh cũng không biết hỏi ai nữa. Bây giờ còn mỗi em thôi thì em cố giúp đỡ anh lần này. Em không có tiền để giúp đỡ anh đâu. Nhưng mà bây giờ khổ lần này anh chót dại với chúng nó. Em nỡ nhìn anh khổ sở thế. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em cũng đã khuyên anh rồi, là anh từ bỏ mấy cái trò cờ bạc đấy đi, tìm đến một công việc tử tế mà làm ăn. Anh còn không nghe em, bây giờ anh đã thấy hậu quả chưa? Thì nhưng mà lần này anh chót dại, anh lỡ chót dại rồi thì anh thiếu của chúng nó có 50 triệu thôi mà nó đòi chặt tay chặt chân anh. Mà ngày mai không đưa chúng nó thì chúng nó làm thật đấy. Cái gì? 50 triệu á? Sao anh không tự chặt chân chặt tay mình luôn đi? Em lại lỡ nhìn anh thế à? Thôi em lần này em... Anh xin em cố gắng giúp anh. Em đã nói rồi, em không có tiền để giúp anh. Một đồng em cũng không có. Này, nói ngọt không nghe đúng không? Bây giờ tao nói mày luôn nhá, hôm nay mày không đưa cho tao tiền ấy, mày liệu đấy. Dọa tôi á? Mày còn nhớ cái đống hình ảnh tao mày thân mật không? Bây giờ tao gửi cho chồng mày thì mày thử xem là hạnh phúc gia đình nhà mày liệu còn được lâu nữa không? Hạnh phúc của mày nhá, mày đang có, còn tao là cái thằng chẳng còn cái gì rồi nhá. Mày đừng có mà ép tao vào đường cùng, đến lúc đấy á mày lãnh hậu quả đủ luôn đấy. Nói cho mày biết. Được rồi. Đây là tiền tiết kiệm của em gái em, anh hứa là phải trả lại hết cho em đấy. Biết thế. Đứng lại, anh nghĩ anh lấy tiền của tôi mà dễ à? Trả số tiền tiết kiệm này cho tôi. Mày là đứa nào? Chị Huyền, tại sao chị lại làm như thế? Chị cũng vì bất đắc dĩ thôi, tại hắn ta ép chị lén lút đi gặp người yêu cũ. Chị làm như thế chị không thấy có lỗi với anh Long à? Chị hứa là chị sẽ lấy lại đầy đủ tiền và sẽ không gặp hắn ta nữa. Chị... Trang ơi! Trang!
có mệt không? Em không sao đâu. Hôm nay có mẹ ở lại bệnh viện để chăm sang rồi. Thì thôi, em nghỉ ngơi đi. Rồi sáng mai vợ chồng mình mới thăm nó. Em biết rồi. À, em bảo này, thế cái thẻ ngân hàng mà lần trước Trang đưa em ấy, em chưa tiêu đúng không? Anh hỏi làm gì ạ? Thì bây giờ em nó phải phẫu thuật, anh nghĩ là mình đưa lại cho nó. Thôi được rồi, chuyện này em tự lo được. Anh đi vào trong tắm đi. Anh vào tắm nhá. Anh Việt Anh, cái thẻ hôm trước em đưa cho anh ý, anh còn bao nhiêu? Hết rồi. Sao lại hết được? Trong cái thẻ đấy có hơn 100 triệu cơ mà. Thì mua xe cho người yêu hết rồi. Cái gì? Mua xe cho người yêu? Sao anh bảo vệ em là anh đi trả nợ bọn xã hội đen? Thì bây giờ trả nợ xong thì dư tiền thì tôi mua xe. Mà tiền ở trong tay tôi rồi thì cô quả được à? Anh đúng là thằng khốn nạn mà. Khốn nạn mà cô vẫn yêu, còn hơn thằng chồng khù khờ của cô ấy, chả biết gì. Anh trả lại tiền cho tôi đi, trả lại cho tôi, nhanh lên, trả cho tôi đi. Bỏ cái tay ra, bật áo, trả cái gì? Em ăn gì chưa? Anh tưởng là em không về cho nên anh sang chỗ cơm rang ngày hôm qua ấy. Ăn nốt. Sao anh không chờ em về nấu cơm cho ăn? Anh ăn thế này thì lấy đâu ra chất? Có sao đâu mà. À, thế tình hình sức khỏe của Trang thế nào rồi? Anh định ăn xong rồi vào viện thăm nó. Trang đỡ hơn rồi anh ạ. Cũng tỉnh táo rồi. Thế thì tốt. Anh này. Em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì? Sau khi em nói xong, nếu như mà anh muốn ly hôn ý, thì em cũng đồng ý. Sao lại ly hôn? Chuyện gì cơ? Thật ra thì trước khi yêu anh, em đã từng yêu một người. Mà người đó thì ăn chơi trác táng. Cho đến tận bây giờ thì hắn ta vẫn tới làm phiền em và hỏi mượn tiền. Tiền tiết kiệm của Trang em chót ngu dại cho hắn ta mượn rồi. Cái gì cơ? Em đưa tiền tiết kiệm của Trang cho hắn ta mượn á? Tại sao chuyện lớn như thế mà em không nói với anh? Dù sao thì anh cũng là chồng của em mà. Em sợ nói ra thì anh sẽ không tha thứ cho em. Thế sau này em định tính như thế nào? Hắn ta đến tìm em nữa thì sao? Đây chắc chắn là sẽ là lần cuối cùng mà em gặp hắn ta rồi. Nếu như mà có lần sau thì em sẽ coi như hắn là người lạ. Thật ra những chuyện về quá khứ của em, anh đều biết hết. Nhưng mà anh nghĩ là mình quyết định lấy nhau ấy, thì phải sống với nhau về hiện tại, chứ không phải vì quá khứ. Em có tất cả những chuyện gì, em phải tâm sự với anh, rồi chia sẻ cùng nhau chứ. Em xin lỗi, nếu như mà anh không đồng ý tha thứ cho em thì em cũng được chấp nhận. Nếu như mà em đã biết nhận lỗi thì anh sẽ cho em cơ hội để thay đổi. Vợ chồng mình ở với nhau là ở cả đời. Còn những chuyện quá khứ ấy thì cứ để nó qua đi. Em biết rồi ạ. Và một điều quan trọng là em phải nhận lỗi với Trang nữa. Em sẽ bán hết xe, Trang giúp đi để gom tiền trả hết cho Trang. Anh cứ yên tâm. Sau này có chuyện gì nhớ là phải kể với anh, rồi vợ chồng mình cùng nhau giải quyết nhá. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã tha thứ cho em. Sau này em hứa em sẽ không như thế nữa đâu ạ.
Thôi anh đừng ăn cái này nữa, để em vào trong bếp nấu cho cơm cho anh ăn nhá. Ừ, con ra ngoài này. Cô ăn bám cái nhà này chưa đủ hay sao mà bây giờ lại còn mang cả bệnh ung thư về đây hả? Con ở đây cũng làm việc quần quật luôn chân luôn tay, có khác gì ô xin nữa đâu ạ. Ai mà biết chị nói thật, anh là giờ chị có bồ định đem tiền cho trai đúng không? Mẹ đói rồi đây, xem cô con dâu trời đánh hôm nay cho ăn cái gì nào. Con mặc hai đồ rồi con ra luôn. Ừ. Ôi dồi ôi, cái loại con gái lười nhác hư đốn này, tao cho mày ăn rồi mày nằm mày ngủ trương thay thối thịt ra như thế này à? Dậy 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 không, dậy không. Mẹ ơi, mẹ tha cho con, con có lý do chứ không phải con lười biếng đâu ạ. Mẹ còn cãi hả? Cô có biết là chỉ vì cô mà con trai tôi nó chết trẻ. Cô còn định ám quẻ cái nhà đấy bao giờ? Cô mong tôi chết sớm để cho cô chiếm nhà chiếm cửa đúng không? Không, không phải đâu ạ. Con coi mẹ như là mẹ ruột, con sống làm con của mẹ, chết cũng làm ma nhà này. Chẳng qua là vì hôm nay con đi khám, bác sĩ bảo là con bị u nang buồng trứng, còn mới uống thuốc, chưa quen mới ngủ ra đấy ạ. Cái gì? U nang buồng trứng? Cô bị ung thư? Trời ơi, cô ăn bám cái nhà này chưa đủ hay sao mà bây giờ lại còn mang cả bệnh ung thư về đây hả? Cô định hại nhà tôi đến bao giờ? Kìa mẹ, con ở đây cũng làm việc quần quật luôn chân luôn tay, có khác gì ô xin nữa đâu ạ. Với cả mẹ cho con hỏi số tiền vàng lúc trước vợ chồng con gửi mẹ cũng phải tầm 500 triệu, mẹ cho con xin lại 100 triệu để con chữa bệnh ạ. Ai mà biết chị nói thật, hay là giờ chị có bồ định đem tiền đi cho trai đúng không? Thời buổi bây giờ ấy, cái gì cũng làm giả được. Giấy tờ khám bệnh của chị ấy cũng dễ dàng làm giả được thôi chị ơi. Kiểm chú. Đúng đấy, tiền là do con trai tôi nó bỏ mạng để nó kiếm ra, tại sao tôi lại phải trả cho cô? Hả? Tôi nói cho cô biết nhé, không bao giờ cô lấy lại được số tiền đấy đâu, trừ khi cô phải ở cái nhà này đến già làm ô xin. Như thế thì cô còn mong có chỗ ăn chỗ ngủ, còn không á thì cô biến, nhà này không có giữ cô, nghe chưa? Biến. Mẹ, cái hợp đồng đấu thầu hôm nọ con nói với mẹ đấy, con trúng thầu rồi đấy. Con làm thế nào mà giỏi đấy? Mà này, đừng có nói với mẹ là làm điều gì phi pháp đấy nhá. Sao lại phi pháp hả mẹ? Con chỉ làm những việc chân chính thôi. Mà mẹ, số tiền bên ấy mẹ định tính thế nào đấy? Định trả lại cho cô ta? Mấy lần mẹ lấy đưa cho con đầu tư hết sạch rồi, còn đâu nữa mà trả? Con phải nghĩ cách gì đi nhá. Vâng. Con mời mẹ à? Ăn đi con. Trông mặt mũi xấu xí thế mà nấu ăn ngon nó phết. Đuổi đi cũng hơi uổng đấy. Ê, đứng ra làm sao? Đợi mẹ con nhà này ăn xong rồi cũng vào. Khiếp lên được ấy, đang ăn nhìn thấy là nó mất ngon rồi.
đảm bảo nhá, lần này chị ta một đi không trở lại luôn. Bản cam kết rời khỏi nhà chồng ấy, con làm xong hết rồi. Giờ chỉ cần lấy dấu vân tay thôi. Giờ con với mẹ đưa cô ta ra khỏi nhà, thế là xong. Nhanh lên mẹ. Anh ơi, tỉnh lại đi. Để tôi đỡ anh ngồi dậy nhé. Anh làm gì mà bị người ta đánh ra nông nỗi này? Tôi bị người ta hãm hại. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Không có gì đâu. Anh cầm ăn tạm cái bánh hộp sữa này. Tôi cũng không có nhiều tiền nên là chỉ mua được nhiêu đây thôi. Một miếng đói bằng một gói khi no mà. Cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. Không có gì đâu mà. Bà, sao cô ra nông nỗi này? Tôi sống cũng ở gần đây. Mẹ tôi ngày xưa sinh khó nên vừa mới sinh tôi ra thì cũng mất luôn. Đến năm tôi 18 tuổi thì bố tôi bị tai nạn lao động. Ông ấy bị sập giàn giáo từ trên cao xuống, vậy cũng qua đời. Tôi vì không có tiền, không được đi học nên tôi học nghề nấu ăn. Đến khi tôi gặp được chồng tôi, anh ấy là khách quen của quán, thì chúng tôi yêu nhau và kết hôn. Nhưng mà được 8 tháng thì anh ấy cũng mất. Mẹ chồng tôi vì thế mà đuổi tôi ra khỏi nhà. Không ngờ cuộc sống của cô lại trắc trở như thế. Cô là ân nhân của tôi. Nhất định tôi sẽ báo đáp cô. Tôi có cơ, cô sẽ được ăn cơm. Tôi có thịt, cô sẽ được ăn thịt. Nhất định tôi sẽ báo đáp cô tử tế. Tôi không cần đâu. Có ai làm phúc mà lại đòi báo phúc bao giờ đâu. Tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa mà làm phiền anh làm gì. Sao lại không sống được bao lâu? Cô đùa tôi à? Tôi đùa anh thì được cái gì? Tôi bị u nang buồng trứng. Bây giờ cũng mới chớm thôi. Nếu mà có tiền thì sẽ chữa được. Nhưng mà đến tiền ăn tôi cũng còn không có. Thì lấy đâu tiền ra mà chữa bệnh? Tốt rồi. Bây giờ cô đưa tôi về nhà tôi. Tôi sẽ chữa bệnh cho cô. Đỡ tôi. Để tôi đỡ anh dậy. Cô thấy đỡ hơn chưa? Tôi cũng ổn rồi. Tôi đã bảo nhân viên mua giúp cô mấy bộ đồ rồi. Còn đây là bộ sản phẩm của công ty tôi tặng cho cô. Đây là sữa rửa mặt Rikin. Cái này làm sạch da sâu từ bên trong.
cân bằng độ ẩm và dưỡng da, chống nhờn. Đặc biệt là cái serum Rich Skin này, nó sẽ làm giảm vết thâm nám và ngăn ngừa mụn. Tôi đảm bảo sau một thời gian sau khi cô dùng thì những vết thâm nám của cô sẽ hết. Cảm ơn anh, được vậy thì tốt quá. Bây giờ cô vào dùng thử luôn đi, còn tôi xuống lấy đồ ăn nhá. À anh này, sau này anh không phải gọi đồ ăn nữa đâu. Tôi nấu ăn cũng không tệ, cứ để tôi nấu cho anh ăn cũng được. Coi như là cảm ơn anh. Thế thì tốt quá. Vậy thì ngày nào tôi cũng sẽ cố làm xong việc để về ăn cơm mới được. Thôi, tôi đi nhá. Mới có 6 tháng mà anh nhìn em cứ như người khác ấy. Đi làm về mà cứ ngỡ em như là cô Tấm bước ra từ quản thị. Anh này cứ trêu em. Thôi được rồi, ra ngồi đi. Anh bảo này, em mới phẫu thuật xong thì làm những việc nhẹ thôi nhá. Em biết rồi, cũng nhờ anh cả mà. Đợi anh chút. Anh cứ nghe điện thoại đi, để em vào gấp nốt đồ. Ừ. Alo. Tôi đã điều tra kẻ đứng sau thuê giang hồ hại anh 6 tháng trước. Được rồi, thế thì anh đã có đủ bằng chứng. Lần này anh sẽ cho nó đi tù mọt gông mới được. Con bị nghỉ việc để điều tra mẹ. Chết thật. Nói thế có nghĩa là khả năng con phải ngồi tù à? Mẹ không thể để con vào tù được. Con đưa mẹ đến nhà cậu Đại, dù có phải quỳ xuống mẹ cũng cầu xin cậu ấy tha cho con. Vào tù thì vào tù, sao phải quỳ hả mẹ? Ý ngậm miệng. Còn mạng sẽ còn tất cả. Giờ mà con phải vào tù thì tương lai của con sẽ ra sao? Đi, nghe mẹ. Đi. Vâng.
Alo. Ừ, anh Đại đây. Hôm nay chú có món gì ngon thì mỗi món chú gói cho anh 2 phần nhá. Được rồi. Được rồi, anh cảm ơn nhá. Chào cháu. Mời bác ngồi. Anh Đại ạ, con trai bác nó trẻ người non dạ, vì một chút lợi lộc trước mắt mà nó đã bày mưu kế để hãm hại anh. Hôm nay bác dẫn con trai bác đến đây, trước là xin lỗi anh, mong anh giơ cao đánh khẽ, sau nữa là bác xin bồi thường cho anh những thiệt hại. Chứ bác đây chỉ có một mình nó thôi, giờ mà nó có mệnh hệ nào ấy thì bác làm sao mà sống nổi. Anh Đại, anh cho em xin lỗi. Anh tha cho em lần này nhá. Anh mở cho em một cuộc sống. Chứ không... Tôi không ngờ hai mẹ con bác còn trơ trẽn đến đây để xin lỗi tôi cả. Ngày xưa các người thuê giang hồ xử tôi, cũng may là tôi còn sống. Công ty mất tôi có thể kiếm lại được, chứ mạng sống của tôi mất thì ai đền cho tôi? Mời bác dùng. Cô, sao cô cứ theo tôi mà ám mãi thế nhỉ? Mà dạo này trông có vẻ ngon nghẻ, chắc lại đi làm gái để kiếm tiền tân trang chứ gì. Đề nghị ban nói cho cẩn thận, Thủy bây giờ không phải là Thủy của ngày xưa nữa. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Đừng để tôi đã kiện con bác rồi mà phải kiện thêm bác nữa vì cái tội phỉ báng đây. Vợ chưa cưới á? Mà như thế lại tốt ý. Nghiêu tầm nghiêu. Này, anh sẽ phải chết sớm như bố nó, mẹ nó, chồng nó thôi. Mời bác về cho. Xin lỗi ạ. Chỗ này không phải là chỗ bác thích nói gì thì nói. Kìa, con dâu. Mẹ xin con. Dù sao cũng vì tình nghĩa với con trai của mẹ, con nói đi anh Đại vài câu, tha cho em Bảo một lần đi con. Xin lỗi, nhưng tôi không có lý do gì để tha thứ cho hai người cả. Có câu, người làm thì trời nhìn, ác giả thì ác báo. Các người xứng đáng phải trả giá cho những gì mình đã làm. Đừng có cầu xin ai cả. Tôi có tha thứ cho các người thì ông trời cũng không tha cho các người đâu. Mời bác về cho. Tôi còn phải đến văn phòng luật sư, Thủy còn phải đi học. Thủy bây giờ không phải là Thủy của ngày xưa. Ngày đấy bác có Thủy, bác có phúc, bác không biết hưởng, thì bây giờ bác đừng có kêu ai nữa. Mời hai người về cho. Điều kỳ diệu mang